Sáng ngày 11 tháng 9, tại trụ sở Công an thành phố Thủ Đức, Công an thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị Công an thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lễ xuất quân giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do dịch COVID-19. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Công an thành phố Hồ Chí Minh, hạt gạo nghĩa tình với phương châm ở đâu dân khó, ở đó có công an. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân chủ động xung kích đi đầu cùng với lực lượng y tế, quân đội và các lực lượng khác trong hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu để giảm tối thiểu các thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của nhân dân do dịch bệnh gây ra. Ngoài các nhiệm vụ chốt chặn tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Thủ Đức và Công an 34 phường trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ chăm lo cho người dân. Cụ thể, trao tặng 11.819 phần quà, gồm gạo, rau, củ, mì gói, trứng, sữa, vận động các phòng trọ miễn giảm trên 111 tỷ đồng. Sau lễ xuất quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 50 triệu đồng cho 50 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, 2.400 khẩu trang N95, 10 tấn gạo, 150 thùng sữa tươi, 5.000 trứng gà đến người dân khó khăn trên địa bàn. Tiếp đó, đoàn công an đã tới tận các hộ gia đình ở 34 phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức để trao 2.000 phần quà là gạo, nhu yếu phẩm để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chung sức cùng chính quyền các cấp chiến thắng đại dịch COVID-19 trong thời gian tới.